Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Giỏi, không bao giờ mà chị đứng im là cứ lúc lắc nè. Bữa nay chị đi học, bữa nay là ngày học thể dục hả cô chú anh chị, ngày thể thao nè, cho nên là chị mặc đồ thể dục, mang về thể dục luôn. Chị đi học ngoan nha. Bye chị. Bye. Bye. Bây giờ Kim đi xuống trường cao đẳng với cô chú anh chị để làm giấy tờ. Hôm nay làm giấy tờ để đăng ký học tiếng Anh đó mọi người. Thì hôm bữa mình đã làm bài test là mình đã đậu rồi ha. Thì bây giờ xuống làm giấy tờ một cái số giống như là điền giấy tờ nơi ở thì nó, người ta xét cái hoàn cảnh của mình xem có được miễn phí hay là phải đóng tiền hả cô chú anh chị. Hôm nay trời rất là ấm luôn mọi người. Thấy dự báo không có mưa nhưng mà trời âm u á. Kim mặc hờ theo cái áo mưa này của chú anh chị. Lỡ một hồi trời có mưa thì không có ướt hết mọi người. Cái cây nè, cái cây đây, cái cây lá vàng đẹp quá chừng luôn à. Mà vô đây mua cái bánh ăn trưa hả mọi người. Mua cái này về cho Tony ăn nè. Cái này giống như là bánh, cái bánh này bên trong có nhân thịt đó cô chú anh chị. Cái những cái này ăn trưa nè, mấy cái bánh này rất là nổi tiếng ở Anh luôn hả mọi người. Tony cũng rất thích ăn cái này cho nên là Kim sẽ mua cái này về cho Tony ăn hết cô chú anh chị. Cho nên là đây là có bánh nhân thịt bò, thịt gà, thịt xông khói và có phô mai nè, có cái vị curry ở trong nữa, thịt bò onion. Not the baggage that we have. Bánh này nhân thịt bò xong rồi người ta nướng cô chú anh chị ăn rất là giòn. Thì hai cái bánh này là chưa đến 3 đồng, là chưa đến 90 ngàn là hai cái hết cô chú anh chị nói. Thì cái giá như vậy là tính ra cũng trung bình ở bên đây cô chú, không có đắt. Lúc sáng trước khi mà đi đó là Kim coi dự báo thời tiết hôm nay không có mưa hết cô chú anh chị. Cho nên là Kim tranh thủ Kim giặt mấy cái bao mền, bao niệm gì đó cô chú anh chị. Bây giờ đi về là xong là mình phơi lên luôn nè mọi người.
We need to buy three pairs. You want any of them to buy? No, I don't need anything doing, thanks babe. Okay. Just do some shirts for the girl, yeah? You don't get any shirts? No, fine babe, I already did them. Yeah. Going now because the traffic's crazy. I go with you. You're with me? Yeah. You better turn everything off babe and close all the windows. Okay. Close all the windows, turn everything off. Lights, eyes. I don't need choice. What did you just say? Kim với lại Tony đi đón chị ha, cô chú anh chị. Hello Honey. Xin chào con bà cô chị. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay trời nắng đẹp lắm cô chú anh chị ơi, 18-19 độ mà gió quá trời gió luôn. Kim phơi mấy cái bao mền bông gói đó mà gió nó rớt nó bay, Kim phải lụm lên mấy lần đó mọi người. Kim đi theo Tony là tại vì Kim muốn ra ngoài cái tiệm ở đây nè để mua mì. Tối nay Kim làm món bò kho cô chú anh chị, bò kho mà không có ăn với bánh mì, không ăn với cơm ha, mà Kim mua cái mì trứng đó về làm mì bò kho ăn. Tony chỉ thích ăn mì bò kho thôi chứ không có thích ăn với cái khác của chú anh chị. Please wait while we process. Payment time.
Tô mì bò kho đã xong rồi nè cô chú anh chị, xin mời cô chú anh chị dùng bữa tối nha. Này Kim nấu bằng bắp bò hả cô chú anh chị, nó có gần gần mà nó mềm sực sực á, ngon lắm. Honey, ra đi. No, we have to put that in there first. Okay. Hôm qua Kim làm mà Kim chưa có bỏ vô được một bên á mọi người. There you go, and it just clips, not come in. Clips in there like that. That's why. Anyway, we don't have to wait. Once these things are in, you shouldn't really take them out. No, we have to take them out to clean it. I know, but they're very hard to get back in, babe. No worry, honey, we do after we eat, okay? You're on a cold. That's funny, that's exactly what I've just been saying about the dinner. Thank you very much. Okay, don't touch it again. Come on.